Nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 vừa thành lập, bác sĩ Trần Thanh Linh xác định đây là trận đánh lớn nhất của đội và hy vọng nó là trận đánh cuối cùng. Bác sĩ Linh, còn gọi là bác sĩ 91, sau ca cứu sống bệnh nhân phi công, hôm nay cùng 52 đồng nghiệp chuyển nơi làm việc từ Bệnh viện Chợ Rẫy sang Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Viện vừa được hình thành dự kiến có 1.000 giường ICU điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng, góp phần lớn trong việc thực hiện chiến lược hạn chế bệnh nhân tử vong của thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ ngày đầu, đội ngũ đưa vào hoạt động trước 30 giường hồi sức tích cực đối với những bệnh nhân cần phải đặt ECMO, thở máy, lọc máu. Chắc chắn áp lực sẽ rất lớn, bác sĩ Linh nói. Lượng bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh gần đây tăng rất nhanh, rất nhiều bệnh nhân nặng. Các đơn vị hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng ở các bệnh viện khác gần như không còn đủ sức chứa. Xác định số lượng bệnh nhân nặng sẽ còn tăng cao, thành phố Hồ Chí Minh gấp rút thành lập bệnh viện hồi sức COVID-19 từ bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 vừa hoàn thành tại thành phố Thủ Đức. Khoảng 340 bác sĩ, 1.200 điều dưỡng sẽ được huy động từ các bệnh viện chính là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 115, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh và nhân sự theo sự điều động của Bộ Y tế. Mỗi giường tại bệnh viện hồi sức COVID-19 đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm. Trong đó, một trong giường săn sóc đặc biệt được bố trí thêm hệ thống khí nén trung tâm, một yêu cầu không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch. Trang thiết bị y tế chuyên dùng như máy thở, máy lọc máu, ECMO, máy theo dõi bệnh nhân cũng được huy động từ các bệnh viện thành phố và từ các nhà tài trợ. Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến các thiết bị được Bộ Y tế chi viện. Bệnh viện hồi sức COVID-19 hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện mô hình tháp điều trị COVID-19 4 tầng của thành phố Hồ Chí Minh, tức là tăng thêm một tầng mới so với mô hình điều trị 3 tầng trước đó. Tầng thứ tư này dành cho những ca nặng và nguy kịch. Ngoài bệnh viện hồi sức COVID-19 có 1.000 giường, 200 giường bệnh khác được đặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh nhiệt đới. Theo Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức, đây là đợt chi viện số lượng thành viên lớn nhất của viện với 25 bác sĩ và 28 điều dưỡng. Bệnh viện cũng hỗ trợ máy móc, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ y tế, vật tư để triển khai nhanh nhiệm vụ. Chợ Rẫy sẽ phối hợp với các nguồn nhân lực chi viện từ các bệnh viện khác để thành lập các ekip đảm bảo vận hành của đơn vị hồi sức 1.000 giường này. Là thành viên trong đoàn chi viện, bác sĩ Phạm Minh Huy, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy nói thêm: "Thật ra tôi cũng lo, số lượng bệnh nhân đang rất đông, bác sĩ điều dưỡng còn ít, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Như nhiều đồng nghiệp, ông vừa trải qua 5 tuần tham gia điều trị COVID-19 nặng tại bệnh nhiệt đới. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá trung tâm hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập cơ bản đảm bảo các trang thiết bị, có thể cấp cứu 100 trường hợp bệnh nhân rất nặng từ thở máy trở lên. Tuy nhiên, lượng oxy, trang thiết bị, hệ thống theo dõi tại đây vẫn cần sự hỗ trợ thêm từ Bộ Y tế và các địa phương. Do vậy, Bộ Y tế sẽ điều động nguồn nhân lực, một số các trang thiết bị đến để tăng cường năng lực điều trị cho thành phố. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.